Rất là vui mừng khi được chào đón quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị có được vận trình nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Đúng 10 ngày tới đây, thầy Tử Vi tiết lộ trước về vận mệnh của con giáp tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, lội ngược dòng ngoạn mục, đi đến đâu nhận lộc tới đó, giàu ơi là giàu. Kính thưa quý vị và các bạn, trong 10 ngày tới đây, kênh Minh Đường Tử Vi nguyện chúc cho quý vị và các bạn đang theo dõi video sẽ nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Minh Đường Tử Vi rất lấy làm biết ơn khi được gặp lại cô bác anh chị Bính Ngọ 1966. Hy vọng những thông điệp được truyền tải đến quý vị và các bạn ngay sau đây sẽ phần nào giúp cô bác anh chị sống đời bình an, hạnh phúc ngập tràn. Và trước khi đi vào nội dung chính, thì Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý vị và các bạn Bính Ngọ 1966 đã luôn đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong suốt chặng đường vừa qua. Mọi sự ủng hộ và đón xem của quý vị và các bạn sẽ góp phần lớn lao đến đội ngũ biên tập kênh Minh Đường Tử Vi, công đức vô lượng này. Xin được hồi hướng đến toàn thể quý vị và các bạn đã đăng ký, theo dõi kênh xem video, nhấn like và đưa ra những cảm nghĩ của mình bằng lượt bình luận bên dưới video. Và kênh Minh Đường Tử Vi sẽ liên tục cập nhật và cô đọng, chất lọc những nội dung tinh túy nhất, chính xác nhất về vận trình của quý mệnh về tử vi 12 con giáp, cùng các nội dung đặc biệt hấp dẫn khác để mang đến cho quý vị và các bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất. Trong quá trình truyền đạt thông tin thì đội ngũ biên tập kênh không thể tránh khỏi những thiếu sót. Và nếu có chỗ nào không phải thì mong quý vị và các bạn Bính Ngọ 1966 thông cảm, hoan hỷ và đồng hành, cũng như góp ý kiến, để Minh Đường Tử Vi cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, để giúp ích cho đời và cộng đồng Tử Vi việc ngày một phát triển. Minh Đường Tử Vi xin cảm ơn thiện tâm của cô bác anh chị. Và ngay sau đây, không để cô bác anh chị Bính Ngọ 1966 phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Đúng 10 ngày tới đây, thầy Tử Vi tiết lộ trước về vận mệnh của con giáp tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, lội ngược dòng ngoạn mục, đi đến đâu nhận lộc tới đó, giàu ơi là giàu. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc đời của mỗi con người không phải ai cũng may mắn, thuận buồm xuôi gió để bước đến thành công, bởi trên con đường đó còn chứa rất nhiều những chông gai và thử thách. Thượng đế luôn công bằng khi tạo ra cái khó, cái khổ cho tất cả mọi người mà chẳng bi ai suốt đời sung sướng. Điều mà chúng ta cần chính là học cách vượt qua, mèo thích ăn cá nhưng lại không biết bơi, cá thích ăn sung nhưng lại không thể lên bờ, ông trời luôn cho bạn rất nhiều điều hấp dẫn, nhưng lại không để bạn dễ dàng có được, phải cất công trọng thì mới có được quả ngọt trái thơm. Thành công không bao giờ đến dễ dàng, và nó chỉ dành cho người thực sự xứng đáng, chính vì vậy, đừng bao giờ mong cuộc sống không khó khăn, hãy mong mình có thêm sức mạnh, dẫu biết rằng cuộc đời là một chuỗi ngày mưu sinh vất vả. Có người sinh ra đã ngậm thìa vàng ở ngay vạch đích, có người không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng nhưng kết quả không phải lúc nào cũng như mong muốn. Cùng nhìn lại hiện nay, sự kỳ thị giàu nghèo ngày càng rõ rệt, dù cho chúng ta có làm việc quần quật cả ngày cả đêm, kiếm từng đồng tiền bằng mồ hôi xương máu, vất vả sớm hôm mà vẫn bị người đời vùi dập không thương tiếc, đã vậy còn bị anh em xa lánh, hàng xóm cũng coi khinh, cuộc sống quá đỗi vất vả, thiếu thốn đủ thứ, khiến chúng ta lại phải vay mượn để trang trải cuộc sống hàng ngày. Nghĩ đến đây mà chỉ biết nuốt nước mắt, và sao mà cuộc đời bất công với quá vậy. Chính vì vậy, ngày nay người ta thường tìm đến tử vi để phân định trước tương lai, cũng như đón lành tránh dữ. Kính thưa quý vị và các bạn, và đặc biệt là quý mệnh tuổi Bính Ngọ sinh 1966 thân mến, vậy là Bính Ngọ 1966 đã bước vào năm Giáp Thìn 2024.
năm nay cực kỳ quan trọng trong việc trấn an đất đai, điền trạch. Vậy nếu quý mệnh tuổi Bính Ngọ muốn có một năm mới ấm no, tiền bạc ào ào, tài lộc nặng trĩu, thì chớ bỏ qua video này nhé. Năm 2024 âm lịch sẽ là năm khởi khí khai lộc, bắt đầu cho một năm hoàn toàn mới. Bính Ngọ sẽ cải vận, sẽ đổi đời, sẽ chạm tay đến thành công và giàu có. Chỉ cần Bính Ngọ muốn thì chắc chắn sẽ đạt được, bởi sắp tới, Bính Ngọ sẽ là con giáp duy nhất được thần tài ưu ái. Quý nhân nâng đỡ, vận số sẽ đỏ như son, đi đằng đông hốt vàng, đi đằng tay hốt bạc, làm gì cũng ra tiền, duy nhất tháng này. Mới đây nhất, theo kết quả nghiên cứu của các nhà tử vi học đã chỉ ra rằng, trong tháng 3 âm lịch tới đây sẽ là thời điểm lộc tài vượng vận nhất trong năm nay dành riêng cho tuổi Bính Ngọ. Cơ hội để Bính Ngọ vực dậy sự nghiệp, gỡ gạc những gì đã mất để vươn lên làm giàu, cơ hội lớn nhất trong đời để giúp Bính Ngọ phát tài phát lộc. Bính Ngọ 1966 vì thế hãy chủ động nắm bắt ngay bây giờ để vạn sự được thanh thông và hưởng trọn vận may này. Thì ngay từ bây giờ đang chần chừ do dự mà tự đánh mất cơ hội số mệnh ban tặng phàm là chuyện trên đời muốn thành thì phải có đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nay thời cơ đã đến. Vậy muốn địa lợi, nhân hòa nữa thì phải làm thế nào? Thì quý mệnh hãy chú ý theo dõi hết video ngày hôm nay để biết thêm đầy đủ chi tiết về vận may này nhé. Và nếu quý vị và các bạn thấy video này hay, thì hãy để lại cho chúng tôi một bình luận để cho đội ngũ ban biên tập chương trình có thể cải thiện hơn nữa về chất lượng của video, quý vị và các bạn nhé. Trước tiên, ta hãy cùng điểm nhanh qua đặc điểm, tính cách của người tuổi Bính Ngọ sinh 1966 có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Bính Ngọ họ sinh ra là để gánh vác công việc cực khổ, không bao giờ thừa nhận thất bại, họ chiến đấu đến cùng. Chỉ cần bản thân có thể không hành động thì thôi, chứ một khi bắt đầu ra khỏi giai đoạn non trẻ, họ sẽ gặt hái được khá nhiều thành công. Người tuổi Bính Ngọ muốn thành công thì bắt buộc họ phải rèn luyện tính nhẫn nại của bản thân, đặc biệt trong công việc. Khi đã bắt tay vào làm việc gì thì phải gánh vác tới cùng, có đầu có cuối, đặc biệt đối với họ bảo mật là trên hết. Bính Ngọ khó thích nghi với lịch trình do người khác đặt ra và thiếu kiên nhẫn để tuân theo các quy tắc. Tuy nhiên, họ lại rất giỏi trong việc giải quyết những việc khó nhằn, bởi khi được tự do giải quyết theo ý mình, Bính Ngọ sẽ đạt được những kết quả tuyệt vời. Nhưng hãy nhớ giám sát và đừng để họ mất tập trung. Ưu điểm của Bính Ngọ trong công việc là họ luôn cẩn thận trong mọi việc, xử lý công việc đúng mực, dám nghĩ dám làm, lại có khả năng giao tiếp tốt. Bính Ngọ thận trọng trong mọi việc và mang lại cảm giác đáng tin cậy cho người khác. Bính Ngọ có sự thẳng thắn, yêu thích rõ ràng và luôn nhìn mọi vấn đề với thái độ tích cực, giỏi bày tỏ ý kiến và mục tiêu làm việc của mình. Điều đặc biệt giúp Bính Ngọ gặp vận tốt sẽ phát huy được năng lực của mình, đó là họ có khả năng nhạy cảm với những điều mới. Và dường như họ luôn đi trước người khác một bước để phát triển sự nghiệp. Các lãnh đạo rất thích nhân viên của mình có sự nhanh nhẹn như vậy. Mặc dù có vẻ thức thời giống như loài ngựa có thể chạy vạn dặm, nhưng chúng lại cần có sự kiểm soát và huấn luyện nghiêm khắc thì mới đi đúng hướng. Bính Ngọ cũng vậy. Bính Ngọ có thể không phù hợp với một lịch trình sắp đặt sẵn, nhưng họ cần học được những nguyên tắc nhất định để kiểm soát mục tiêu của mình không bị lệch hướng. Thêm vào đó, Bính Ngọ lại thiếu kiên nhẫn, bướng bỉnh và nóng nảy khi có chuyện xảy ra, nhưng lại nhanh chóng lãng quên chúng. Bính Ngọ thường hay nói nhiều, là mẫu người lạc quan, cứ thao thao bất diệt mọi thứ trên đời. Đây cũng là điểm mà giúp họ có nhiều bạn bè, cũng được bạn bè giúp đỡ rất nhiều. Những điều này lại vô tình đắc tội với bạn bè. Chính vì thế, hãy luôn cẩn thận chú ý cách cư xử của mình, lanh lẹ đôi khi cũng là một cái tội. Bính Ngọ có đôi tay khéo léo, họ có thể làm bất cứ việc gì đi nữa, khi người khác nhìn vào sẽ thấy được phong độ cao quý của họ. Tuy nhiên, họ lại là những người có ước muốn khá cao, đôi khi còn vượt quá năng lực của họ, đặc biệt khi rơi vào tình huống độc lập thì lại không có cách nào ứng phó một cách tự nhiên được. Bính Ngọ thường là người dễ thành công và thường sẽ nhận được những khoản tiền rất lớn, tuy nhiên lại sinh hoạt một cách phung phí, hào nhoáng, thậm chí là sang chảnh quá mức cho phép, chính vì thế mà họ không bao giờ dư giả được. Đối với Bính Ngọ, sự tự do là trên hết, họ quý trọng tự do và tôn thờ độc lập, họ cần rất nhiều không gian để lang thang. Tuổi này không thể chịu được các lịch trình hay thời gian biểu cứng nhắc, cũng như các quy định và quy tắc nhỏ nhặt, đơn giản là họ không có đủ thời gian hoặc sự kiên nhẫn cho những thứ này. Bính Ngọ thường rời xa gia đình từ khi còn trẻ và sẽ lao động không ngừng nghỉ suốt cuộc đời. Người ta tin rằng ngựa sinh ra để chạy đua và chu du thiên hạ. Vì vậy du lịch là một trong những sở thích hàng đầu của con giáp này, bản năng lãng tự thúc giục họ tìm kiếm những trải nghiệm mới và coi cuộc đời như một chuyến du ngoạn. Bính Ngọ luôn lập kế hoạch cho những chuyến đi tiếp theo. Nếu không được hoạt động sẽ khiến cho họ buồn đến chết. Bính Ngọ luôn năng động, tràn đầy năng lượng và lòng nhiệt huyết. Đa số họ sinh ra để làm việc,
tuổi này thường lao động hết mình, bất kể đó là việc gì. Mệt mỏi hay khó khăn chồng chất cũng không thể ngăn họ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, tố chất mạnh mẽ và bền bỉ giúp họ trở thành những nhân viên xuất sắc. Trong tất cả các tuổi, thì Bính Ngọ là con giáp dũng cảm nhất, cũng giống như những chú ngựa can đảm, bao đời giúp con người di chuyển trên những chặng đường dài, hay đương đầu với kẻ thù trong các cuộc chiến khốc liệt, luôn thể hiện sức mạnh nội tâm mãnh liệt và quyết tâm sắt đá, ngay cả khi phải đối đầu với khủng hoảng và khó khăn. Họ vẫn tiến lên phía trước, họ luôn muốn dốc hết sức lực của mình để thử thêm một lần cuối, đó cũng là biểu hiện của sự tự tin to lớn trong họ. Bính Ngọ sẵn sàng đối đầu với thử thách ngày càng khó khăn hơn, tràn đầy dũng khí, họ sốt sắng vượt qua trở ngại, không chỉ mạnh mẽ, Bính Ngọ còn là những con người đáng tin cậy, chân thật và trung thành, nếu đã hứa hẹn điều gì thì sẽ cố gắng hết mình thực hiện, họ chẳng mấy khi khiến quý mệnh phải thất vọng. Khi giao du với bạn, họ rất hòa đồng, tuy rất kiêu hãnh và tự lập, nhưng họ vẫn cần bạn đồng hành, họ cần một bờ vai để có thể chung sống hài hòa, để đưa chỉ dẫn, khuyên nhủ, cũng giống như ngựa tốt cần đến bàn tay chăm sóc của người cưỡi. Bính Ngọ cần có bạn bè hoặc bạn đời tốt để bộc lộ toàn bộ sức mạnh và ý chí, hoạt bát, tốt bụng, mau miệng, hài hước. Họ rất thích hội hòe và được nhiều người biết đến, nhiệt tình và thẳng thắn. Họ rất dễ kết bạn, các mối quan hệ xã hội cực kỳ quan trọng với họ và thường có nhiều bạn bè thân thiết. Họ thích dành phần lớn thời gian với một nhóm bạn và rất quan tâm tới cách người khác cảm nhận về mình, thật khó để họ giữ được bí mật cho riêng mình. Thoải mái, tự tin trước đám đông, Bính Ngọ là một diễn giả hết sức thuyết phục, họ không ngại nói ra sự thật, cũng quá chính trực và vô tư để có thể lùi bước trước sự bất công, cả thèm chóng chán. Trí thông minh tuyệt vời giúp Bính Ngọ nắm bắt vấn đề mới một cách dễ dàng, họ có khả năng thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ, nhưng không phải bao giờ cũng hoàn thành công việc, một khi đã bắt đầu thì họ luôn mải mê săn đuổi cơ hội mới, do có quá nhiều sự quan tâm, cho nên họ thường chọn công việc theo hướng hành động một cách bộc phát và hiếm khi cân nhắc chúng một cách kỹ lưỡng. Khi vỡ mộng vì kết quả không được như mong muốn, họ có thể bỏ dở công việc và chuyển ngay sự chú ý sang vấn đề khác. Nhanh nhẹn và linh hoạt, Bính Ngọ họ rất thích nói năng, ăn uống và hành động một cách chóng vánh, do đó có xu hướng bỏ qua các chi tiết. Họ yêu luyện tập cả về thể chất và tinh thần để thỏa mãn tính chất thường của mình. Họ thay đổi ý định liên tục và thậm chí thường xuyên mất hứng thú với các dự án trước khi chúng được hoàn thành. Nhờ đa tài nên Bính Ngọ có thể thành công trong rất nhiều việc, tuy nhiên họ là rất khó chịu khi thất bại. Nếu sự việc không thành, họ thường không thể làm tiếp công việc đã đổ vỡ, kẻ nổi loạn ương ngạnh thường bướng bỉnh và cứng đầu, tính khí bốc lửa và khả năng thay đổi tâm trạng nhanh như gió. Đôi khi khiến họ trở nên nguy hiểm, con giáp này sẽ không bằng lòng với bất kỳ hình thức kiểm soát hay tạo áp lực nào và rất ghét bị dồn vào đường cùng. Trái lại, họ thích làm mọi việc theo cách riêng của mình, dù khoác trên mình vẻ ngoài hòa đồng, nhưng tận sâu thẳm thì họ vẫn là những kẻ nổi loạn mạnh mẽ, Bính Ngọ nhanh nhẹn. Làm việc với tốc độ không phải ai cũng theo kịp, tuy nhiên, họ lại yêu cầu người khác phải làm việc với tốc độ tương đương mình. Khi kết quả không như ý muốn, họ lại tỏ ra phàn nàn và không hài lòng. Nhanh chóng nắm bắt được những thay đổi mới của xã hội là ưu điểm của Bính Ngọ mà cấp trên rất hài lòng. Tuy nhiên, Bính Ngọ lại thường bằng lòng với những thành tích nhỏ và mãi say sưa với chúng. Bính Ngọ có thêm một ưu điểm trong công việc giúp họ có thể nhận được sự ưu ái của cấp trên, đó là họ lạc quan và có ý chí mạnh mẽ. Họ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích. Sự nhạy cảm của bản thân khiến họ thích dựa vào trực giác của mình để làm việc. Đôi khi điều này khiến họ đánh giá mọi việc không đủ cẩn thận. Bính Ngọ cần chú ý đến điều này hơn để hạn chế những sai sót xảy ra. Lạc quan và ý chí mạnh mẽ không muốn bỏ cuộc, nhưng việc thiếu kiên nhẫn khiến Bính Ngọ khi gặp vấn đề thì luôn muốn giải quyết gấp rút. Sự vội vàng này có thể đưa đến nhiều kết quả không như ý. Tuy nhiên, chính vì sự nhạy bén nên họ có thể nảy ra nhiều ý tưởng hay và nhận được sự giúp đỡ của người khác. Nhìn chung, Bính Ngọ sẽ đạt được kết quả tốt nhờ sự lạc quan, giao tiếp khéo léo, cởi mở. Bính Ngọ được nhiều người yêu mến trong tập thể, họ cũng dễ kết nối với đồng nghiệp. Chính vì vậy, nhờ có sự hòa hợp này, họ không chỉ học hỏi được nhiều điều và cũng tận dụng được mối quan hệ để phát triển sự nghiệp của mình. Nữ mệnh tuổi Bính Ngọ trong suốt cuộc đời sẽ phải trải qua nhiều biến động trong cuộc sống. Chỉ từ trung vận trở đi thì mọi chuyện mới ổn định, dần trở nên tốt đẹp cả về công danh sự nghiệp lẫn đời sống tình cảm. Nam mệnh tuổi Bính Ngọ cuộc đời sẽ bắt đầu ổn định từ trung vận, công việc được nhiều suôn sẻ, thuận lợi, quý mệnh sẽ vất vả nhiều về gia đạo và con cháu. Sang đến tận hậu vận thì mới được thảnh thơi hưởng phúc, sẽ có nhiều đổi thay về công danh và sự nghiệp trong cuộc đời. Sau đây sẽ là đôi lời tâm sự của Minh Đường Tử Vi dành riêng cho quý cô bác tuổi Bính Ngọ sinh 1966. Quý cô bác tuổi Bính Ngọ thân mến, khi nhìn lại quãng đường đã qua,
quý cô bác tuổi Bính Ngọ không khỏi chạnh lòng về những ký ức của những năm tháng cơ cực, túng thiếu, bần hàn trước đây, nó hẳn còn in sâu trong tâm trí mỗi người, nhìn lại quãng đường đã qua, bao khó khăn nhọc nhằn, bao mồ hôi nước mắt đã đổ xuống để có được cuộc sống như ngày hôm nay. Thời thơ ấu của tuổi Bính Ngọ gắn liền với những bữa cơm đạm bạc, với hình ảnh cha mẹ tần tảo sớm hôm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho con. Chiếc áo vá, đôi dép quai hậu mòn góp là những kỷ niệm khó quên của một thời cơ cực, tuy cuộc sống cơ cực, thiếu thốn. Nhưng tuổi Bính Ngọ lại mang trong mình những phẩm chất tốt đẹp, hiền lành, nhân hậu, hay giúp đỡ người khác. Dẫu bản thân gặp nhiều khó khăn, họ vẫn sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh còn khó khăn hơn mình, trải qua bao thăng trầm, biến cố của cuộc đời. Tuổi Bính Ngọ vẫn giữ cho mình sự lạc quan, yêu đời, họ luôn nỗ lực cố gắng vươn lên, không ngại gian khổ để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhìn lại những gì tuổi Bính Ngọ đã trải qua, chúng ta không khỏi xúc động và cảm phục. Họ là những con người mạnh mẽ, kiên cường, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo. Minh Đường Tử Vi thấu hiểu những gian khổ, hy sinh mà quý cô bác tuổi Bính Ngọ 1966 đã trải qua. Chính những năm tháng cơ cực, túng thiếu ấy đã hun đúc nên bản lĩnh, nghị lực phi thường và trái tim nhân hậu của quý cô bác. Và đến đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để tuổi Bính Ngọ lấy lại tất cả những gì thuộc về mình, bởi vì trong tháng 3 âm lịch này, mệnh chủ nhận được nhiều cát tinh cao chiếu, vận trình khởi sắc giúp xua tan mây mù ảm đạm từ tháng trước. Tiếp theo sau đây là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Bính Ngọ sinh 1966 trong 10 ngày tới đây như sau. Hầu hết các phương diện từ công việc, tài lộc, tình duyên của con giáp này đều có tin vui báo về, mọi việc có chịu hướng đi lên. Nhưng lúc này hãy tiến hành những việc quan trọng hoặc dự định ấp ủ từ trước đó, vì khả năng thành công rất cao, trong quá trình thực hiện thì có thể gặp trở ngại. Nhưng với các điều kiện thuận lợi này, cô bác sẽ được giúp đỡ rất nhiều để vượt qua khó khăn, không phải lo nghĩ nhiều đâu. Tuy vậy, vì vận trình tháng trước không tốt, nên tháng này cô bác càng phải cẩn thận hơn, làm đến đâu chắc đến đấy, việc mình làm, chớ nên khoe khoang hay đao to búa lớn, kẻo thu hút tiểu nhân quấy phá. Tiền bạc cũng không phải là vấn đề đối với người tuổi Bính Ngọ. Trong tháng được tài tinh chiếu mệnh như này, người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng được thị trường hoặc mở rộng được đối tượng khách hàng, nhờ thế mà buông may bán đắt hơn hẳn. Tuy nhiên, Nguyệt lệnh Lâm Quan khuyên bạn, dù có gặp hái được thành công lớn thế nào, bạn cũng cần phải giữ thái độ khiêm tốn, không ngừng học hỏi mọi người xung quanh. Nếu bạn khoe khoang, tự phụ thì dễ rơi vào cảnh múa rìu qua mắt thợ, khiến người khác chê cười. Về tình cảm, đào hoa tinh Bách Việt gửi trao cho tuổi Bính Ngọ nhiều cơ hội để làm mới đời sống tình cảm của mình. Chỉ cần bạn chủ động nắm bắt cơ hội tốt đến với mình để thúc đẩy nhân duyên. Không khó để người độc thân gặp được người tâm đầu ý hợp, với các cặp vợ chồng nhìn chung gia đạo yên ổn. Vợ chồng con cái hòa hợp, những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải và mối quan hệ thêm khăng khít nhờ sự quan tâm chăm sóc nhau chu đáo. Về sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ không có gì đáng lo. Tuy vậy, quý mệnh vẫn nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, ăn uống khoa học và giữ tinh thần lạc quan thì không lo bệnh tật tìm đến. Dù là một tháng thuận lợi về mọi mặt, nhưng bạn cũng sẽ có rất nhiều việc để làm và theo đuổi, cảm giác bận rộn là không thể tránh khỏi. Càng những lúc như vậy, càng phải chăm sóc sức khỏe đầy đủ, công việc bận rộn càng cần phải có nền tảng thể chất đảm bảo, thì mới đáp ứng được cường độ làm việc cao. Còn một khi để đổ bệnh, dù bạn có ôm ấp tham vọng lớn lao đến đâu, cũng chẳng có sức mà theo đuổi. Tóm lại trong 10 ngày tới đây, người tuổi Bính Ngọ gặp nhiều tin vui trong công việc, tài lộc và tình duyên, tuy nhiên, cần cẩn thận, không nên khoe khoang hay tự phụ để tránh tiểu nhân quấy phá. Về tài chính, người làm ăn kinh doanh có thể mở rộng thị trường hoặc đối tượng khách hàng, buôn may bán đắt. Về tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp, các cặp vợ chồng gia đạo yên ổn, hòa hợp. Về sức khỏe, cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, ăn uống khoa học và giữ tinh thần lạc quan để tránh bệnh tật. Tiếp theo chương trình sẽ là luận giải nội dung chi tiết vận trình tử vi từng phương diện của tuổi Bính Ngọ sinh 1966 trong 10 ngày tới đây như sau. Xét về phương diện sức khỏe. Theo tử vi 10 ngày tới đây cho con giáp tuổi Bính Ngọ, về cơ bản sức khỏe của người tuổi Bính Ngọ luôn duy trì ở mức khá ổn định. Nhờ cơ thể khỏe mạnh và tinh thần hăng hái mà bạn có thể tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau, từ công việc cho đến tình cảm hoặc các hoạt động vận động. Dù có sức khỏe tốt, bạn cũng cần phải luôn chú ý giữ gìn, hãy tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao một cách đều đặn, tránh xa các chất rượu bia, thuốc lá, nếu không phải trong trường hợp bất khả kháng thì không nên tiếp xúc. Thiên cầu cũng khuyên bạn không nên làm việc quá sức, dù công việc đang làm có quan trọng đến thế nào đi nữa,
Nếu cố gắng quá nhiều trong một khoảng thời gian dài mà không chịu nghỉ ngơi, bạn sẽ nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi, sức khỏe giảm sút, dễ mắc phải những căn bệnh vặt. Tóm lại, về sức khỏe, người tuổi Bính Ngọ có sức khỏe ổn định nhờ thể lực tốt và tinh thần hăng hái. Tuy nhiên, cần chú ý giữ gìn sức khỏe, tránh xa rượu bia, thuốc lá và tích cực tham gia thể dục, thể thao, không nên làm việc quá sức để tránh mệt mỏi, giảm sút sức khỏe và dễ mắc bệnh vặt. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo. Theo tử vi tình cảm 10 ngày tới đây của tuổi Bính Ngọ cho thấy, chuyện tình cảm của quý mệnh trong tháng này có hung cát đan xen. Chủ yếu còn phải xem cách hành xử của bạn với những người đã lập gia đình, ảnh hưởng của tương hình có thể khiến bạn dễ cảm thấy buồn bực, khó chịu. Tuy nhiên, thay vì giữ khư khư những cảm xúc tiêu cực trong lòng, hãy chia sẻ và tâm sự với nửa kia, thiếu lắng nghe và phớt lờ lời nói của người ấy có thể khiến mâu thuẫn ngày càng tăng cao, dẫn đến sự xa cách và rạn nứt trong mối quan hệ. Do đó, Nguyệt lệnh đế vượng khuyên quý mệnh nên là người chủ động xuống nước với nửa kia. Đừng để mọi chuyện quá muộn rồi mới cảm thấy hối tiếc. Nếu đôi bên kịp thời cứu vãn tình cảm, mối quan hệ của hai người sẽ được hàn gắn. Trong khoảng thời gian này, người độc thân có vẻ khá thờ ơ trong chuyện tình cảm. Bạn tự nhốt mình trong thế giới riêng vì cho rằng không ai có thể hiểu mình. Tuy nhiên, có một sự thật phải thừa nhận rằng, nếu bạn không chủ động chia sẻ với người khác, thì người khác sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu được bạn. Vì thế, điều quý mệnh cần phải thay đổi chính là những suy nghĩ có phần tiêu cực, bi quan của mình. Tóm lại, tử vi tình duyên 10 ngày tới đây của tuổi Bính Ngọ dự báo, chuyện tình cảm trong tháng này có hung cát đan xen. Người đã lập gia đình nên cẩn trọng trong cách hành xử để tránh mâu thuẫn, xa cách với nửa kia. Người độc thân có vẻ thờ ơ trong chuyện tình cảm, nên chủ động chia sẻ với người khác để được thấu hiểu. Cả người độc thân và đã lập gia đình đều cần thay đổi suy nghĩ tiêu cực, bi quan để cải thiện mối quan hệ. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp. Xem tử vi 10 ngày tới đây cho tuổi Bính Ngọ nhận thấy, con giáp này may mắn được cả lục hợp thái tuế lẫn nguyệt lệnh lâm quan hỗ trợ, nên vận khí khá vượng, đặc biệt ở phương diện công danh, sự nghiệp. Công việc dường như sẽ có sự ủng hộ từ những người thân yêu, mang lại cơ hội thăng tiến và thành công. Tuy nhiên, điều quan trọng là quý mệnh cần phải biết chớp thời cơ, không nên để lỡ bỏ bất kỳ cơ hội nào. Thêm vào đó, với sự xuất hiện của cát tinh thái dương, con giáp này có thể nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ vận trình của mình. Với sự hiện diện của nhiều cát tinh, gánh nặng trên vai tuổi Bính Ngọ cũng được giảm bớt đáng kể, không còn tình trạng như trước. Ngọn lửa nhiệt huyết trong bạn được thắp lên, tinh thần làm việc hăng say và sức sáng tạo dồi dào giúp bạn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hãy kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, thành quả tốt đẹp sẽ xứng đáng với nỗ lực của bạn. Tóm lại, vận trình công danh, sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ trong 10 ngày tới đây khá vượng, nhờ được lục hợp thái tuế và nguyệt lệnh lâm quan hỗ trợ, nhờ sự xuất hiện của các tinh thái dương. Tuổi Bính Ngọ nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ vận trình của mình, giảm bớt gánh nặng trên vai, ngọn lửa nhiệt huyết trong bạn được thắp lên, tinh thần làm việc hăng say và sức sáng tạo dồi dào, giúp bạn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hãy cứ kiên trì theo đuổi mục tiêu, đừng bao giờ bỏ cuộc giữa chừng, thành quả tốt đẹp sẽ xứng đáng với nỗ lực của bạn. Sự chủ động và tự tin là chìa khóa giúp bạn gây ấn tượng tốt với quý nhân và cấp trên. Đừng ngại thử thách bản thân, hãy tin tưởng vào năng lực và kinh nghiệm mà bạn đã tích lũy được. Khi cần thiết đừng ngại ngùng xin lời khuyên hay sự trợ giúp từ những người đi trước, vận khí tháng này đang lên cao. Hãy tận dụng cơ hội này để phát triển bản thân và gặt hái thành công. Hãy luôn giữ thái độ cầu tiến, cần mẫn trong công việc, mọi thứ sẽ tiến triển theo đúng dự liệu của bạn. Đặc biệt, với những người có ý định khởi nghiệp hay bắt đầu một công việc mới, nhờ được quý nhân giúp sức nên có thể mạnh dạn hiện thực hóa lý tưởng của mình. Bạn cứ xông xáo tiến hành dự định ấp ủ từ lâu thì tỷ lệ thành công cũng rất cao. Tuy nhiên, sự ổn định vẫn là yếu tố then chốt, quý mệnh cần tránh nóng vội để không đánh mất vận may và sẽ khiến mọi việc thất bại. Hãy tận dụng cơ hội để thể hiện bản thân và nhận được sự ủng hộ từ mọi người, đồng thời luôn thể hiện thái độ trân trọng đối với những ai đã giúp đỡ mình. Xét về phương diện tài lộc. Theo dõi tử vi trong 10 ngày tới đây của con giáp tuổi Bính Ngọ cho thấy, phương diện tài lộc của tuổi Bính Ngọ cũng hứa hẹn có sự biến động theo chiều hướng có lợi cho bạn. Việc kiếm tiền tăng thêm thu nhập khá suôn sẻ, tiền của tích lũy được cũng nhiều hơn, nguồn thu nhập chính vẫn đến từ chính tài. Điều này cho thấy tháng này chính tài nhỉnh hơn thứ tài. Do công việc của những người làm công ăn lương có nhiều khởi sắc, việc kinh doanh tuy không bùng nổ, nhưng vẫn có khoảng thu nhập đều đặn. Tuy nhiên, đây chưa phải thời điểm để bạn phát tài lớn. Dù vậy, với những người coi kinh doanh là nguồn kiếm cơm chính, quý mệnh nên nhanh chóng nắm bắt thời cơ ngay khi có thể. Tháng này, chuyện buôn bán khá thuận,
Quý mệnh nên tiến hành những dự định đầu tư hay mở rộng kinh doanh của mình. Hãy xông xáo đi xa tìm hiểu thị trường để thu thập thông tin và mở rộng mối quan hệ. Lục hợp sẽ hỗ trợ bạn trong việc kết giao và hợp tác làm ăn. Tuy nhiên, lòng người khó đoán, bạn cũng nên thận trọng khi kết giao, tránh bị lừa gạt. Hãy tỉnh táo và sáng suốt để đưa ra quyết định đúng đắn. Dù làm trong lĩnh vực nào, bạn cũng nên chi tiêu có kế hoạch để tránh tình trạng tiền vào túi đã ra ngay. Hãy tiết kiệm để dự phòng cho những trường hợp bất ngờ và đầu tư cho tương lai. Tóm lại, về phương diện tài lộc trong 10 ngày tới đây của tuổi Bính Ngọ hứa hẹn có sự biến động theo chiều hướng có lợi, nguồn thu nhập chính đến từ chính tài. Công việc làm công ăn lương có nhiều khởi sắc, kinh doanh chưa bùng nổ nhưng vẫn có khoản thu nhập đều đặn. Đây là thời điểm thích hợp để đầu tư hoặc mở rộng kinh doanh. Tuy nhiên, cần thận trọng khi kết giao, tránh bị lừa gạt, chi tiêu có kế hoạch để tránh tình trạng tiền vào túi đã ra ngay. Quý vị và các bạn đang xem nội dung trong 10 ngày tới đây, thầy tử vi tiết lộ trước về vận mệnh của con giáp tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, lội ngược dòng ngoạn mục, đi đến đâu nhận lộc tới đó, giàu ơi là giàu. Quý vị và các bạn thân mến, trong một tháng thì sẽ có những ngày tốt và ngày xấu luôn song hành với nhau. Việc biết trước các ngày tốt và xấu có thể giúp quý mệnh chuẩn bị tinh thần và lập kế hoạch hiệu quả hơn cho các hoạt động quan trọng. Các ngày tốt thích hợp cho công việc lớn và quan trọng, trong khi các ngày xấu thì nên hạn chế quyết định, hãy chú trọng đến sức khỏe và tinh thần. Việc nắm vững lịch ngày tốt và xấu cũng giúp quý mệnh tối ưu hóa cơ hội và giảm thiểu rủi ro trong mọi tình huống. Thông điệp may mắn mà tử vi muốn dành riêng cho quý mệnh tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 ở tuổi 59, người biết buông bỏ là người chiến thắng trong cuộc đời này. Chỉ khi một người có lòng bao dung, hết thảy và biết buông bỏ những gì không đáng có thì mới có thể dung nạp vạn vật và thành tựu. Sự nghiệp không cần phải trở thành vĩ nhân, nhưng nắm giữ giữ bí quyết này thì quý mệnh sẽ luôn được hạnh phúc trọn vẹn. Phật dạy về hạnh phúc của tuổi già có điều gì mà khiến bao người ngưỡng mộ? Hãy cùng nghe xem cách hưởng thụ về già như thế nào sao cho an nhàn và vui vẻ, không cần con cháu vẫn sống tốt nhé. Thứ nhất, nên sửa chữa lại danh tiếng của mình khi chúng ta về già, cô đơn chính là kẻ thù lớn nhất. Ai cũng mong trên đường về già sẽ có nhiều tiếng cười và ồn ào hơn, không bị con cháu hay bạn bè lãng quên. Phật dạy về hạnh phúc của tuổi già nói rằng, tiếng tăm rất quan trọng, có duyên ắt gặp vận may, nhưng tiếng tăm tốt hay xấu là do chính mình vun đắp, người ta tôn trọng người già và yêu trẻ. Thật ra ý nghĩa ở đây không phải tuổi tác mà là người già, người sống hiền lành, có đức thì mới được tôn trọng, tuổi già không phải là lý do để hưởng thụ. Con cháu nên tôn trọng và yêu quý người già, nhưng người già cũng nên học cách sống sao cho đúng, đừng cậy tuổi cao mà cư xử không tốt với mọi người xung quanh. Quý mệnh không cần phải lấy lòng người khác, nhưng ít ra hãy sống hòa hợp và công bằng. Có như thế thì ngay cả khi mất đi cũng được đời nhắc đến tiếng thơm, chỉ có những hành động từ trái tim mới có thể mang lại hạnh phúc thực sự. Nuôi dạy và truyền đạt cho thế hệ trẻ bằng đạo đức, quý mệnh sẽ nhận được sự tôn trọng và yêu mến từ trái tim của thế hệ trẻ. Điều này đã thấy rõ trong nháy mắt đối với người cao tuổi. Muốn an hưởng tuổi già không phải lúc nào cũng chỉ có thể được hưởng thụ, mà còn cần vun đắp cho sự nổi tiếng của mình. Đó là nguồn gốc đảm bảo cho hạnh phúc về sau. Kính thưa quý cô bác anh chị, trong chuyên mục Lời Phật dạy ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi xin gửi đến quý cô bác anh chị nội dung cách báo hiếu cho cha mẹ vẹn toàn nhất theo lời Đức Phật dạy. Kính thưa quý cô bác anh chị, trách nhiệm của người Phật tử tại gia chúng ta là phải tự mình bồi đắp hiếu tâm cho thật dày. Không những vậy, chính chúng ta phải lan tỏa hiếu đạo đến với tất cả mọi người, trước hết là đến với con cháu, người thân của chúng ta, vì hiếu là gốc của đạo. Về cách báo hiếu cha mẹ hiện đời, mọi việc thiện, mọi nghĩa cử cao đẹp của chúng ta đều bắt nguồn từ chữ hiếu, ân nghĩa của cha mẹ là ân nghĩa đầu đời. Cho nên cha mẹ là suối nguồn đầu tiên để sinh ra cái nghĩa trong đời này cho tất cả chúng ta. Người con hiếu thảo với cha mẹ, báo hiếu được cha mẹ thì người con đó mới là người tốt, mới có thể trở thành người Phật tử được, vì Đức Phật lấy hiếu làm tâm. Một là về vật chất. Thứ nhất, chúng ta hãy thể hiện tình yêu thương cha mẹ bằng những việc làm cụ thể và chăm sóc cha mẹ thật ân cần, chu đáo. Trong kinh Đức Phật dạy, khi cha mẹ còn tại thế thì chúng ta báo hiếu cha mẹ bằng việc nuôi dưỡng cha mẹ đầy đủ, không để cha mẹ thiếu thốn. Khi trưởng thành rồi, chúng ta phải có công ăn việc làm, có tiền để nuôi được cha mẹ, không bao giờ phải để cha mẹ chìa tay xin tiền mình, không để cha mẹ phải lo về đồng tiền, bát gạo, miếng cơm manh áo. Thứ hai là khi cha mẹ đau yếu, chúng ta phải cố gắng tự mình chăm sóc cho cha mẹ, cho nên đối với cha mẹ, chúng ta sẽ đích thân chăm sóc cha mẹ để làm gương cho con thấy chúng ta chăm sóc ông bà như vậy, chúng ta phải nhớ việc đó rất là cần thiết. Hai là về mặt tinh thần. Thứ nhất,
Nếu cha mẹ hiện đời này là người không có đức tin hoặc tin theo ngoại đạo tà giáo, thì chúng ta phải tạo mọi nhân duyên để cho cha mẹ có đức tin, đặc biệt là khởi được lòng tin với Tam Bảo. Sau đó, chúng ta hướng dẫn cha mẹ phát tâm quy y Tam Bảo, bởi đó là điều phúc lành rất lớn lao. Một người Phật tử mà hiểu đạo, thương yêu cha mẹ, thì phải dẫn được cha mẹ khi còn sống ngay trong đời này đến quy y Tam Bảo. Khi cha mẹ biết được Phật Pháp, thì cha mẹ sẽ tự đứng vững được, tự bảo được bản thân, bởi khi cha mẹ ra đi, thì cha mẹ phải tự đi một mình và khi đó. Nếu cha mẹ biết Phật Pháp, thì con đường Phật Pháp sẽ là cây chống đỡ cho cha mẹ trên bước đường ra đi, khiến cho cha mẹ được an lành, đó là điều quý nhất. Thứ hai là, nếu cha mẹ không có thiện nghiệp, làm nhiều ác nghiệp như nghề sát sinh, hại vật hoặc làm những nghề buôn bán những thứ làm tổn hại đến chúng sinh như buôn bán cung tên, làm những thứ thuốc độc, thì chúng ta khuyên cha mẹ nên bỏ, tránh những nghề đó. Tiếp đó, chúng ta hướng dẫn cha mẹ tu tập thiện pháp, thọ trì giới pháp của Phật để tăng trưởng thiện nghiệp. Thứ ba, nếu cha mẹ tham lam, bủn xỉn, thì chúng ta phải hướng dẫn và giúp đỡ cha mẹ, làm sao cho cha mẹ sinh ra được tâm bố thí, tập cúng dường từng chút một để xả trừ sanh tham. Đối với cha mẹ già yếu, chúng ta không nên cho cha mẹ tiền, vàng nhiều, những thứ tiền, vàng người già yếu không tiêu nhiều, nhưng nó sẽ trói buộc tâm thức khiến các cụ bị khổ. Có những cụ vì khi bé cơ hàn thiếu thốn, nên sau này khi con cái làm ăn được cho tiền của, thì các cụ quý tiền lắm, giữ chằm chặp, có khi là ngày ngày mang tiền ra đếm. Nếu chúng ta không biết thì điều đó rất nguy hiểm, tạo cho người già một cái ham thích tiền. Sau này các cụ ra đi không thể siêu thoát được, phải làm ngạ quỷ, cho nên chúng ta phải biết báo hiếu đúng cách. Thứ tư, nếu cha mẹ tà kiến, không tin nhân quả luân hồi nghiệp báo, không tin có tội phúc, chết là hết, hoặc cha mẹ ỷ lại, tin vào thần quyền, các bậc thần, nghĩ rằng các bậc ấy sẽ ban phước, giáng họa, thì chúng ta phải hướng dẫn, giúp cho cha mẹ tin vào chính kiến bằng mọi phương pháp, để cha mẹ tin được chính kiến. Có nhân quả, có nghiệp báo trả vay, có tội phúc, có luân hồi để trả nghiệp, đó là chúng ta giúp cha mẹ tin được Phật Pháp, tin được chính Pháp. Về cách báo hiếu cha mẹ đã mất. Theo góc nhìn của Đạo Phật, chúng ta không chỉ có cha mẹ đời này sinh ra thân này, kiếp này của chúng ta, mà còn có cha mẹ kiếp trước và nhiều kiếp trước nữa. Nếu chúng ta chỉ thấy cha mẹ trong một kiếp này thì cái thấy đấy vẫn chưa đầy đủ. Một bậc thánh nhân khi họ chứng được lục thông, thì họ sẽ nhìn thấy rõ ràng cả cha mẹ đời quá khứ của họ. Có rất nhiều người cúng lễ không đúng pháp, mặc dù mâm cao cỗ đầy, nhưng các vong linh không hề thọ hưởng được. Tuy nhiên, khi chúng ta làm phước, đem sự cúng dường này đến Tam Bảo và chúng tăng, sau đó hồi hướng phước báu ấy cho thân quyến, thì được lợi ích lâu dài cho cả người cúng và người nhận sự cúng dường. Trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy, cúng dường cho người quá cố thì người hiện đời được phước báu 6 phần, người quá cố được hưởng phước báu 1 phần. Nhưng một phần ấy đối với họ cũng là vô cùng lớn lao, cứu độ họ rất là nhiều, đó là nghĩa vụ của người còn sống với người đã mất. Đặc biệt trong mùa lễ Vu Lan báo hiếu, chúng ta có lễ cầu siêu phả độ gia tiên tiền tổ rất lợi ích cho kẻ còn, người mất. Đức Phật dạy, chúng sinh ở cõi đời này khi thân hoại mạng chung, bỏ thân cõi người, đọa làm ngã quỷ nhiều như đất ở đại địa. Những người đủ phước duyên tái sinh trở lại làm người ít như đất ở móng tay, cho nên cha mẹ chúng ta lang thang trong kiếp ngạ quỷ rất nhiều và họ rất mong ngóng chúng ta cứu giúp họ. Thầy Thích Trúc Thái Minh từng nói, trách nhiệm của người Phật tử tại gia chúng ta là phải tự mình bồi đắp hiếu tâm cho thật dày. Không những vậy, chính chúng ta phải lan tỏa hiếu đạo đến với tất cả mọi người, trước hết là đến với con cháu, người thân của chúng ta, vì hiếu là gốc của đạo, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Mười phương chư Phật đều tu tập tự hiếu tâm này mà thành Phật. Chúng ta là Phật tử thì phải lo vun bồi cái gốc này. Gốc có sâu, có chắc thì cây mới bền, mới cho hoa tươi quả tốt. Và cuối cùng là lời Phật dạy về trách nhiệm cha mẹ đối với con cái. Theo lời Phật dạy, cha mẹ sinh con cái không phải để thỏa mãn dục tính, mà là thể hiện tình thương yêu đối với một phần máu mủ và sự sống của chính mình. Cho nên trách nhiệm làm cha mẹ đối với con cái là sợi dây huyết thống, cùng với một phần máu chính mình đã sinh ra, cha mẹ phải dạy con cái nên người. Theo quan niệm trọng nam khinh nữ từ ngàn xưa, con trai thường được cha mẹ thương yêu nhiều hơn con gái, đó quan niệm con trai nối dõi tông đường. Họ cho rằng nữ nhi ngoại tộc con gái phải theo chồng, đứng trên quan điểm về nhân quả, trai hay gái cũng là con mình, nên các bậc làm cha mẹ phải thương yêu con cái bình đẳng. Trong kinh Đức Phật luôn nhấn mạnh đến nhân cách, đạo đức trong mối quan hệ cha mẹ đối với con cái, chính do tình thương yêu chân thật mà các bậc cha mẹ lúc nào cũng có trách nhiệm, bổn phận đối với việc nuôi dạy con cái khôn lớn, trưởng thành và sống có lợi ích cho xã hội qua 5 tiêu chí sau. Thương yêu con cái. Mối quan hệ của các bậc cha mẹ trong đạo Phật được đặt trên cơ sở đạo đức, do đó, sự ra đời của con cái không phải nhu cầu thỏa mãn các khoái lạc giác quan thông thường, mà còn có tinh thần trách nhiệm,
các bậc cha mẹ xem việc nuôi nấng con cái là nền tảng đạo đức, là trách nhiệm thiêng liêng cao quý, mà ai làm cha mẹ cũng muốn con cái mình lớn hơn và trưởng thành. Trong trách nhiệm thứ nhất này, các bậc cha mẹ ngoài việc nuôi nấng con cái về thể chất, còn phải nuôi con cái hiểu biết nhân cách sống bằng đạo đức và lòng yêu thương chân thành. Bởi vì con cái mình mà ta không thể yêu thương được, thì thử hỏi làm sao chúng ta có thể yêu thương những người khác. Ngoài ra, yêu thương con cái phải đúng theo tinh thần Phật dạy. Trước tiên, chỉ dạy con cái không làm các việc xấu, ác, mà hãy làm việc thiện lành. Phải chấp hành luật pháp xã hội, duy trì truyền thống tốt đẹp của gia đình. Các bậc cha mẹ giáo dục con cái như vậy là sự giáo dục của người có nhân cách, đạo đức, có hiểu biết, có trí tuệ, biết nhìn xa trông rộng, không để cho con cái ỷ lại vào cha mẹ, hướng dẫn chúng tính tự lập và tin sâu nhân quả. Các bậc cha mẹ thương yêu con cái trong mù quáng, vô tình đưa con mình vào con đường tội lỗi, như vậy sẽ trở thành chướng ngại cho đời sống gia đình và xã hội. Giáo dục con cái trong gia đình, vai trò người mẹ rất quan trọng, từ khi mới mang thai mẹ phải ăn uống kỹ lưỡng, chừng mực, khởi nghỉ làm điều thiện để ảnh hưởng đứa con sau này, cung cấp cho con cái đầy đủ. Điều thứ hai mà cha mẹ có trách nhiệm với con cái là không để chúng thiếu thốn về vật chất và tinh thần. Trên đây là những chia sẻ vô cùng tâm huyết về nội dung 10 ngày tới đây. Thầy Tử Vi tiết lộ trước về vận mệnh của con giáp tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 lội ngược dòng ngoạn mục, đi đến đâu nhận lộc tới đó, giàu ơi là giàu từ đội ngũ biên tập kênh. Trong quá trình truyền đạt, đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót nếu có chỗ nào không phải. Mong quý vị và các bạn thông cảm, hoan hỉ đồng hành và góp ý, đội ngũ biên tập kênh sẽ cố gắng ngày một hoàn thiện hơn. Quý vị và các bạn Bính Ngọ sinh năm 1966 thân mến, như chúng ta đã được biết thì theo luật nhân quả, thì thành công hay thất bại đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Nếu chúng ta muốn có được nhiều kết quả tốt đẹp thì phải biết gieo nhân thiện ích, giúp người cứu vật, suy cho cùng. Tiền bạc và của cải không làm cho con người ta hạnh phúc nhất chính là gia đình hòa thuận, con cái thuận hòa, tâm an thân khỏe. Trên đời này, kẻ giàu người nghèo đều có nỗi khổ riêng, biết hướng thiện, biết điều chỉnh hành vi, thái độ, ắt sẽ có cuộc sống đủ đầy, an yên như mơ ước. Vậy nên, những thông tin trong video này chúng tôi mong muốn truyền tải đến quý vị và các bạn chỉ mang tính chất tham khảo, giúp cô bác anh chị lấy lại tinh thần và động lực để sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn. Chúc quý vị và các bạn Bính Ngọ sinh năm 1966 nhận được thật nhiều phước lành, sống đời bình an, hạnh phúc viên mãn, biết ơn và hẹn sớm gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo.